cái lóc lớn hôm nay cũng 40 à, 40. Ồ, về bỏ mối hả cháu hả? Dạ, ở đây mối dặn. À, mối dặn rồi hả? Ai muốn dặn thì để con gửi số điện thoại với mình rồi. À, bữa nay đầu có hồi bao nhiêu vậy cháu? À, 40 ngàn, sáng thứ năm nữa các bạn. Cá cam là 60 ngàn. Còn cá sa ba lớn này, cá sa ba lớn 45, có mùi luôn cháu. À, cá mùi là 40 ngàn. À, cá ngừ là 40 ngàn. Nguyễn Hòa chuẩn bị bước vô để tham quan khu hải sản tươi. Mời các bạn cùng tham quan và khám phá với Nguyễn Hòa nha. Tham quan khu bán tôm. Rồi chào người đẹp luôn, tôm bên này to quá. Nhiêu ký vậy chị? 160. Thẻ to ghê, 160 ngàn ký. Bếp lại bán được không chị? À, tôm chị thấy lúc nào cũng to đều ghê á. Dạ, 160 ngàn ký. Rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Cũng hòa tham quan khu cá biển. Cá biển này sổ đồng ký 30 ngàn, rẻ quá. Này cá ngừ, loại nào cũng 30 ngàn các bạn ơi. Đủ thứ loại cá các bạn. Ký có 30 ngàn. Cá này nó gọi là cá à, cá nhồng. Cũng 1 ký 30 hết chị ha. À, cá mó cũng 30 ngàn luôn, quá rẻ luôn. Đây là cá mó, cá hường. Chỉ sổ 1 ký 30 ngàn các bạn. Đây cá ngừ quá trời luôn các bạn ơi, nhiều lắm, cũng 30 ngàn ký. Rồi chào anh luôn. Bữa nay anh bán cá rô nhiều ký vậy? 40 ngàn. Ồ, cá rô còn sống luôn ha. Dạ, sống chứ. Gấu vô đây nè. Cá chê đó nè, cá chê bao nhiêu vậy anh? À, mua mần luôn cho người ta luôn á. À, cá chê vàng cũng 40, cá rô cũng 40. Rồi chào anh luôn nha. Trời ơi, cái đây có mấy con cá cha to ghê nè. Đây cũng đủ loại cá. Cá hường này bao nhiêu ký vậy chị? Mua nhiêu ký à? 35 ngàn hả? 35 ngàn. Rẻ quá trời luôn à. Mua 30 chớp nữa.
có 35.000 ký nha các bạn. Bên này cá lăng sống luôn. Cá lăng sống mấy bao nhiêu vậy anh? 70 luôn anh. Ồ, bên này có cá leo bao nhiêu vậy anh? 70 luôn. Cá leo cũng 70. Cá lăng 70.000, cá leo cũng 70.000 luôn. Đây cũng cá lăng quá trời luôn các bạn. Cá lăng cũng 70 ha nha. Cá lăng sống nhiều quá các bạn ơi, bữa nay đó. Cá chốt sống luôn 50.000 ký nha các bạn. A còng Nguyễn Đình Hòa 64. Đây có cá linh nữa ha. Linh mấy chục vậy cháu? Ôi gặp là anh trai bạn, anh trai là bạn ăn bằng cá ha. Cái lăng cũng 50.000 luôn. Cái lăng 50, cái lăng 50 luôn ơi. 50.000 luôn. 50. Rồi chào ông trai luôn nha. Sống 170.000 ký các bạn. Rồi tính tiền không chị ơi? Đồng càng sống 170.000 ký. Buổi sáng thứ năm rồi các bạn. Tôi kể nhiều cháu. Anh tốn cô 30 con 160 cô. Còn là 130 nè. Ký được 30 con 160 ngàn. Ôi chào anh Tèo luôn. Cá vừa bán được nhiều chưa anh Tèo? Bán mỡ rồi hả? Lương cũng 100 ký hả nhà? Cũng giá như vậy làm tới luôn. Giá cũ làm tới. Bữa nay bán cá gì hết ta? Ba xa. Rồi chào anh Tèo luôn nha. Rồi chúc anh Tèo vô may bán đắt luôn. Rồi. Rồi cá hú có ai? Cá hú này bán có 25.000 hả? À cái dù đếm hả? Đây là toàn cảnh bên ngoài nhà lồng ép khu hải sản tươi sáng thứ năm nha các bạn. Tôm càng sống thì to ghê, nhiều ký vậy cháu? Sao rẻ dữ vậy ha? YouTube hay là TikTok vô? YouTube đi. À YouTube đi chú. A cộng Nguyễn Đình Hòa 64. A cộng. Còn chú ở Vĩnh Long hả? Không, 64 là năm sinh. Tự Vĩnh Long đi. Ồ,
23 ký của anh, chú thấy rẻ ghê á. Rồi chào cháu luôn nha. Ồ đang sống luôn á. Nó ngột ngột chết hả? À? Đang sống đây, 101 hả? Rồi chào luôn nha. Thấy em trai này bán trong lòng nè, nhà lòng này nè. Ôi chào người đẹp, bữa hôm có chào người đẹp mà nói hôm nay chào người đẹp này. Ôi ôi người đẹp. Người đẹp bán mực này nhiêu ký người đẹp? 50 à, 50 mực này là mực lá à, hâm nang. Nang nhỏ hả? À, 50 ngàn ký. À, làm sạch sẽ luôn rồi. Có 50 ngàn ký. Không quay người đẹp chết á, hôm nay quay người đẹp rồi đó. Vì người đẹp chút xíu rồi đó. Nào rồi chị ơi. Bán được không anh? Dạ cũng được anh ơi. Bữa nay có đi theo bà nhỏ nữa không? Dạ không, bữa nay theo bà nhỏ nhỏ nhỏ. Tôm càng ngục chết đó bao nhiêu ký vậy anh? Dạ một loại 100 loại 70 ngàn anh. À loại 100 loại 70 ngàn. Đè này bữa nay bán hồi để sư phụ bán hả? Rồi chào anh luôn nha, chào hai cha con luôn. Rồi rồi chào anh luôn. Chúc anh bán hết hàng mau sớm về đi với bà nhỏ nha. Nói đùa cho vui thôi. Không gầy bỏ bà nhỏ cũng lâu rồi. Nói đùa cho vui mà. Rồi chào chị luôn. Bữa nay cá 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 nục nhiêu ký vậy chị? Ờ à, cá nục 50 ngàn. Tươi nói à. Đây là cá bằng má nhiêu ký chị? À bằng má cũng 50 luôn. Cá hường chị? Cá hường cũng 50 ngàn. Ờ, chào chị Vũ luôn nha, chúc chị bán đắt luôn. Cá mở tâm lỗ thôi. À, cá dừa hồng là chứ 100 ngàn rổ. Chào bác luôn nha, chúc bác bán đắt hàng luôn. 100 ngàn rổ cá dừa hồng rồi các bạn ơi. Giá cho năm. Ờ, chào em trai luôn nha. Cô này tôm thẻ với mực. Mực cuộn. Cá linh. Ồ tôm tôm càng rồi. Đây toàn cảnh bên ngoài nhà lồng ép sáng thứ năm đó các bạn. Cũng là tham quan khu cá biển. Cá biển cá đối cũng nhiều quá các bạn ơi. Cá đối to nhỏ có hết các bạn. Cá đối này thấy để giá 70 ngàn các bạn. Bán nhiêu ký vậy cháu? 60 ngàn ký. Đây nó là cóc hả? Ồ lần đầu tiên mới nghe. Cá cóc 60 ngàn ký nè các bạn. Rồi cảm ơn cháu nhiều nha. Này cá bún làm sạch luôn hả bác hả? Nhiêu ký? 65 ngàn ký. Còn cá này là cá? 70. Cũng cá bún luôn 70 ngàn. Làm sạch sẽ luôn rồi. Ô cắt đầu cắt đuôi hết rồi về chỉ việc lửa nấu thôi. Cái bóng này 60 ngàn, bên đây là 70 ngàn làm sạch sẽ hết. 65 này là 65. À 65 ngàn làm sạch sẽ hết trơn luôn. Đây 65 đây cũng vậy luôn. 70. À. Rồi chào bác luôn nha. À. Khu này chuyên về cá rô và cá lóc. Đi chỗ này là thấy cá rô nhiều đấy ha. 50 ngàn ký sáng thứ năm. Bán chậm lắm mà, chậm chậm.
ngàn ký nè các bạn. Bên đây là cá lóc, cá lóc cá rô. Dãy này là cá lóc với cá rô là nhiều quá các bạn ơi. Chị
là bố này bán rẻ hơn chứ ha. Chai đẹp bán rẻ. À. 150 một ký tôm thẻ sống luôn các bạn ơi. Giá thứ năm các bạn. Tôm to các bạn. Rồi chào chị luôn nha. Dãy này rất nhiều cá biển các bạn ơi. Nhìn cá biển thấy mê luôn. Nhiều giá, giá nhiều chứ? 40. À 40 ngàn ký. Cái lóc lớn này cũng 40. À 40. Thôi vậy bỏ mối hả cháu hả? Dạ ở đây mối dặn. À mối dặn rồi hả? Ai muốn dặn thì để con gửi số điện thoại với mình rồi. À. Sáng con giao. Con giao chắc sáng rồi. À bạn nào mà có muốn lấy cá lóc của anh bán cá lóc ở thùng màu đen nè, là anh sẽ để số điện thoại dưới chỗ bình luận video của Nguyễn Hòa nha. Rồi chào Duy luôn nha. Dạ chào. Rồi nếu mà ai có muốn mua cá lóc thì bạn Duy này sẽ để số bình luận số điện thoại dưới chỗ bình luận của kênh Nguyễn Hòa nha. Rồi cảm ơn Duy nhiều nha. Mực của đây bao nhiêu vậy Tâm ơi? Dạ, mực nhỏ đây 135, mực lớn 135. Mực nhỏ cũng 135, mực lớn cũng 135 luôn ha. Dạ, mực đô buổi sáng thứ năm này các bạn. Mực nhỏ đang cháy chợ rồi. À, đang cháy chợ luôn ha. Mực này lên lại, lên nữa. Các bạn có đi chợ đầu mối Bình Điền bên ngoài nhà Lồng Đê mua mực Indo ủng hộ dùm cho anh Tâm nha. Dạ. Chợ lúc này mấy ông Tâm đi đủ rồi. À. Đây là bán cho nhà Lồng là bao cân đầy đủ luôn các bạn ơi. Thôi chào Tâm luôn nha, chúc Tâm buôn may bán đắt luôn nha. Dạ rồi, chào chú. Ba chục cái nục. Cái nục 30 ngàn. 35 ngàn chú, 155 nay còn ít hả? À, bữa nay bán đắt hàng ha. Cái cam 55 ngàn, cái cha bè cũng 35 ngàn ha. Cái nục mấy? Cái nục 30. À, cái nục 30 ngàn, cái nục đẹp quá trời luôn. Cái nục có 30 ngàn ký nè các bạn. Cái cam 55 ngàn. Đầu cá hồi là 40. Thôi chú chào luôn nha. Chúc bán đắt mau hết luôn. Cái nục 30 quá cô. Đây cá biển nhiều quá các bạn. Rồi cá mối có 35 ngàn ký. Cá hường. Thịt dẻ nhỉ.
nhỏ này cá đối này có 40 ngàn ký rồi các bạn. Dạ em cũng 40 ngàn. Có mối có 35 ngàn. Cá cháo 35 ngàn ký, 3 ký 100 ngàn. Ở trong là 25 ngàn. Cá cháo này là 3 ký 100 ngàn. Bằng má này hả? À bằng má là sổ này 30 ngàn ký luôn. Trời ơi, cá đối to ghê ha. Đối từ dữ dằn, tinh nhất luôn á. 70 ngàn ký hả? Cá mó này cháu. Cá mó này cũng sổ luôn 55 ngàn luôn. À cá mó sổ 55 ngàn. Cá hường cháu. Cá hường 40. Trời cá đối con to ghê ha. Cá đối ngon quá trời luôn mà bán không được. Con lấy 70 ra sổ 70 luôn á. Lấy 70 sổ mà 70 là thấy lỗ rồi. Lỗ rồi, lỗ tiền kéo. Lỗ tiền kéo thì biết đá rồi không? Dạ. Cái này mở mời mời mời. Cá từ 35 3 ký 100 luôn. Cá đối con to ghê 70 ngàn ký nè, giờ dạ, sổ luôn hả? Nói dữ lắm luôn nè, con lấy 70 giờ sổ 70 luôn nè. Cá ngừ là cá ngừ là cá ngừ 35 3 ký 100 luôn. Con gỗ sổ 3 ký 100 luôn. Dạ. Ơi quá, chú sổ. À chú chào luôn nha. Dạ. Ồ cháu cười tươi lắm. Dạ. Cười tươi vậy đó mà. Ai có đi chợ bên ngoài nhà lồng đê ủng hộ giùm cho cháu này nè. Bán cá rẻ bao cân đầy đủ. Bán cá rất rẻ và bao cân đầy đủ luôn. Rồi chú chào luôn nha. Anh ơi anh chị xài gì 35 3 ký 100 luôn cái. Bữa nay đầu có hồ bao nhiêu vậy cháu? À 40 ngàn sáng thứ năm nữa các bạn. Cá cam là 60 ngàn. Còn cá sa ba lớn này. Cá sa ba lớn 45. Cá mùi luôn rồi cháu. À cá mùi là 40 ngàn. À cá ngừ là 40 ngàn. Dạ hôm qua không đi anh. Dạ. Hôm qua em đi bên hải sản khô. Cá chỗ anh tôi nhìn thấy chất lượng luôn á. Tôi đâu có 10 ngàn đâu. Rồi chào luôn nha, chúc buôn may bán đắt luôn. Quậy đá không chú? Dài khu này cũng bán cá lóc nhiều lắm bạn ơi. Cá diều hồng, cá diều hồng sống. Cá đối, cá ngừ. Cá ngân nhiều ký cháu? À, cá ngân 40. À cá ngân 40 còn cá hường cháu. 40 con nào. Cá hường cũng 40 ngàn cá cháu. Cá sòng 30 ngàn. Dạ dạ. Rồi quang cảnh bên ngoài nhà lồng đê khu hải sản tươi buổi sáng thứ năm các bạn. Đây cá mó cũng nhiều, cá biển. Bán được không chị? Cá này là cá nục hả chị hả? À, bao nhiêu ký rồi chị? 50 ngàn. Bà má cũng 50 ngàn luôn. Cá ngân 40 ngàn. Thôi bà 45, 45 luôn. Cá hường 45, thôi bà 45. Cá hường cũng 45 ngàn ký nè các bạn. Cá này là cá ngân bao nhiêu ký rồi cháu? 40 ngàn ký hả? Cá của này nhiều ghê thì giá cũng rẻ ghê. Cá hường 45, 40, hai loại luôn các bạn. Rồi chú chào luôn nha.
20 ngàn luôn. Cái gì đi anh Hoàng? Bán được không chị? Thôi. Cái Hường giờ sổ bao nhiêu rồi chị? 30 ngàn. 30 ngàn ký luôn, sổ luôn rồi, quá rẻ luôn. Cá nhiều quá trời luôn. Khu này cá cũng rất nhiều, cá hường, cá mó, đủ loại cá luôn các bạn. Sam này bán 40 ngàn một con nè các bạn. Bên ngoài nhà lồng D nè, có bác cụ già này bán nè. Bán con Sam này có 40 ngàn một con nè. À, đang sống nè. À, hai con đang cửa quậy luôn nè. 40 ngàn một con. Cá lóc này nhiều rồi chị ơi. 40 anh ơi, 40 cá lóc mềm á. Cá lóc này 40 ngàn. 40. Cái này có hàng này 40 hết trơn hả? Trời ơi. Cá này hơi bự mà cá hơi gù gù cũng 40 luôn. Dạ. Em thấy cá cũng to ghê chứ ha, 40 ngàn ký. Dạ, mà nó hơi gù gù nha chị. Rồi, chúc chị Ánh bán đắt hàng luôn nha. Dạ, cảm ơn anh Hòa. Chào chị Ánh luôn. Dạ, coi này nè. Cá hồng nhiêu? Con chỉ con gái cô đó này nè. Làm xui đó, con gái học ra trường nha. Bò bò mà làm xui đi, cá mà bò. Rồi, em trai này bán cá lóc nè. Đây, đây. Trai quá trời nè. Trai quá trời luôn nè. Có người yêu chưa cháu? Chưa. À, chưa có người yêu luôn hả? Người đăng ký luôn rồi đó. Trời. Nó quay từ từ nữa. Ông giám đốc cũng chưa có vợ nè. Trời ơi. Còn mấy 20 năm rồi. Vậy hả? Trời ơi. Thì nói vậy nè. Nói giọng khoái quá trời luôn. Em có vợ để ngồi tưởng sao? Vợ ông tưởng sao? À. Ông có vợ ông chia tay anh như đó rồi. Khu này cá rô nhiều, cá lóc nhiều các bạn. Cá lóc, cá rô. Thấy chợ cá cũng nhiều ghê, cá nhiều lắm. Sáng giờ anh bán cũng lai lai hả? Dạ, lai lai anh Hòa. À. Thôi chào anh Vũ luôn nha, dạ, chúc dạ, anh Vũ dạ, bán đắt hàng mà mau về luôn nha. Dạ dạ. Rồi cảm ơn anh Hòa. Ôi chào người đẹp Dung luôn nha. Quà luôn. Rồi bữa nay bạch tuộc là cô Dung bán 110 ha, 120. Em ủng hộ em mới ủng hộ. Rồi mọi người có đi chợ Đầu Mối Bình Điền bên ngoài nhà lồng D nè, mua ủng hộ giùm cho cô Dung mực nè. Bán rất đầy. Ủng hộ em với anh mấy chị ơi. Bán cân rất đủ nha. Ăn đủ mà đồ ngon đó mấy chị ơi. À đồ ngon lắm. Mực để làm sạch sẽ ghê rồi ha. Mực nang. À, mực nang làm sạch sẽ luôn rồi. 120. 120 ngàn. Quá trời tươi luôn. Tươi mà ngon nữa. Cô Dung. Nước mặt lên cho mọi người thấy nữa. Mọi người mua mực đó cứ đi chợ Bình Điền xuống mua ủng hộ em mọi người ơi. Ơi quá trời luôn rồi. Rồi chúc cô Dung mua may bán đắt luôn nha. À, nơi chị này bán là mực ống nhỏ này 55 ngàn nè các bạn. Đây ống vừa là 100 ngàn. Ống bông tay 25 ngàn, nồi lông 25 ngàn. Cá dừa hồng nhỏ này là bao nhiêu ạ? 30 cá dừa hồng lớn.
nhỏ thì 30, cá chồng lớn thì 35 ngàn, giờ này bán sổ về luôn. Rồi chào anh luôn nha. Ủa bên đây tôm sú to kìa ha. Nhiêu vậy cháu? 200. À tôm sú này 200 ngàn một ký nè các bạn. Sáng thứ năm bán được không? Đúng rồi. Thấy nói người bán về thì nhiều mà người mua thì ít. Chậm hơn bao đầu chứ. Còn tôm ngộp này là tôm thẻ ngộp là nhiêu? 120. Tép này là 80, 60 ngàn. Tép này mua về chỉ làm bánh xèo thôi. Làm bánh xèo. Rồi chào em trai luôn nha. Rồi. Rồi tôm 120, 130 ngàn, sổ giờ này sổ về luôn nè. Vừa rẻ vừa bèo, 120, 130. Đi ngoài nhà lồng đó các bạn ơi, đi chợ Bình Điền mua tôm ủng hộ mấy anh nè. Ồ, tôm nằm bún luôn. Tôm này nhiều ký vậy? À 130 ngàn. Bữa nay thấy rẻ ghê chứ, 130 ngàn thấy rẻ ghê á. Tôm bằng sống luôn, sống bún luôn. Rồi chào anh luôn nha, chào anh chị luôn. Và sau khi tham quan chợ hải sản tươi Biển Hòa chuẩn bị ra về, cảm ơn các bạn đã xem video. Xin nhấn like, chia sẻ và bấm đăng ký ủng hộ kênh Nha Cầu Biển Hòa 64 nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.